Sau khi mà bác sĩ Ngọc có phân tích về một số những cái trị số xét nghiệm để giúp cho chúng ta có thể là chúng ta hiểu hơn về cái yếu tố nguy cơ, tức là mình khi mà cái xét nghiệm của mình như thế thì nó có nguy hiểm hay không, thì cũng có rất là nhiều các cô các chú có gửi về cái kết quả xét nghiệm cho bác sĩ Ngọc để nhờ hướng dẫn phân tích là liệu là mỡ máu như thế thì nó có cao hay không, nó có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Thì thực sự mà nói là có rất là nhiều những tin nhắn gửi về mà bác sĩ Ngọc gần như là đang bị quá tải. Nên là có một số người là trả lời hơi chậm, nên là ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể chúng ta tự biết được là với cái kết quả xét nghiệm của mình như thế thì cái mức độ nguy cơ của mình là nó là như nào, cái nguy cơ của mình có cao hay là thấp. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái như này, đó là ở đây dưới góc độ là bác sĩ Ngọc hướng dẫn cho mọi người để chúng ta hiểu được nó, chúng ta biết được nó, chúng ta hiểu, và từ đấy thì chúng ta sẽ tuân thủ về cái việc mà điều trị cho nó đúng của chúng ta, chứ nó không có cái tác dụng để giúp cho mọi người tự chẩn đoán được bệnh của mình cũng như là chúng ta tự mua thuốc hay là tự dùng thuốc để mà điều trị. Nếu như mà mọi người đồng ý với cái việc này thì chúng ta có thể chúng ta comment là đồng ý xuống ở bên dưới đi ạ. Ok, nếu như mà chúng ta mọi người đồng ý thì bác sĩ Ngọc mới chia sẻ cho mọi người, tránh trường hợp là mọi người sau khi nghe xong xong đó chúng ta tự chúng ta chẩn đoán cho mình và chúng ta tự chúng ta đi mua thuốc hay chúng ta dùng thuốc thì nó không đúng, mà bởi vì nó còn nhiều cái yếu tố khác nữa, nó phụ thuộc vào cái yếu tố nguy cơ nữa, nên là cái việc mà đơn thuốc nó sẽ phải theo cái đơn thuốc của bác sĩ. Thế thì cái đầu tiên là chúng ta sẽ hiểu như này ấy, đó là gì? Đó là khi mà chúng ta mỡ máu cao ấy thì nó sẽ dẫn đến một cái, đó là cái nguy cơ bị xơ vữa động mạch của chúng ta. Và cái nguy cơ cao hay thấp nó nằm ở cái chỗ cái xơ vữa động mạch, chứ không phải chỉ mỗi ở cái chỗ mà mỡ máu cao không. Nên là nhiều khi nhìn vào cái chỉ số mỡ máu cao ấy thì nó không nói lên một cái điều gì cả, mà nó còn nhiều yếu tố khác nữa. Thế thì nếu như một người mà có cái mảng xơ vữa sẵn rồi thì chắc chắn là mọi người là có nguy cơ cao luôn đó. Nó không cần quan tâm đến là yếu tố nữa không, bởi vì cái mục tiêu chúng ta là chúng ta xem là có yếu tố nguy cơ để hình thành cái mảng xơ vữa hay không. Mà nếu như mà chúng ta có cái mảng xơ vữa rồi là auto mọi người là cái nguy cơ nó đã cao rồi. Thì đối với những trường hợp đấy là mặc định là chúng ta cần phải điều trị rồi, như là chúng ta bị xơ vữa động mạch trước đấy, chúng ta đã được chẩn đoán thông qua cái việc mà chúng ta đi khám, chúng ta đi siêu âm, hay là chúng ta đã có từng nhồi máu cơ tim trước đây, chúng ta có từng nhồi máu não trước đây, thì là mặc định là chúng ta đã là nguy cơ rất là cao rồi. Nó sẽ có một cái nhóm thứ hai nữa là cái nhóm mà những người mà chúng ta bị bệnh lý về đái tháo đường. Thì cái nhóm này thì cái nguy cơ nó cũng rất là cao, bởi vì khi mà cái đường huyết nó tăng lên ở trong máu ấy thì nó sẽ tăng cái nguy cơ cái phản ứng viêm cũng như là cái nguy cơ nó tạo ra cái mảng xơ vữa ở trong thành mạch. Thì đối với những người mà có đái tháo đường ấy, đặc biệt là những người mà đái tháo đường lâu năm ấy, thì gần như chúng ta cũng nguy cơ rất là cao rồi. Thì đối với cái nhóm này gần như chúng ta không cần phải đưa vào để mà xem xét xem có nguy cơ hay không, mà mặc định nó là cao rồi. Thế thì nó sẽ có một số những cái như này, đó là sẽ có những người mà chúng ta không có những cái nguy cơ như là bị xơ vữa động mạch trước đây, chúng ta không có đái tháo đường, và khi mà chúng ta nhìn vào một cái tờ xét nghiệm ấy, chúng ta sẽ thấy là chỉ số nó cao, và chúng ta không hiểu là cao như thế này là có nguy hiểm hay không, nó mức độ cao như này thì là cao hay là cao cao quá hay là cao bình thường. Và đấy chính là cái mà chúng ta sẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giải quyết. Thế thì đối với cái nhóm này ấy, thì chúng ta sẽ có một cái bảng để mà chúng ta sẽ nhập vào trong đấy, và mọi người chúng ta có thể chúng ta sẽ tự động chúng ta sẽ nhập được. Thế thì cách để chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên là mọi người có thể là chúng ta sẽ lên Google và mọi người sẽ vào cái trang web là drngoc.vn gạch chéo tm, tm chính là viết tắt của từ tim mạch đấy, drngoc.vn gạch chéo tm. Một là mọi người tự tìm, hai là bác sĩ Ngọc sẽ thả cái đường link ở ngay dưới cái phần comment của video này luôn để chúng ta vào chúng ta nhập luôn cho nó dễ. Thế thì khi mà chúng ta vào trong này ấy, thì nó sẽ có cái mục là đồng ý cái việc mà tham gia cái khảo sát này. Thực ra là cái này mọi người sẽ nhập vào thôi. Chúng ta bấm vào nút đồng ý cái thì nó sẽ hiện ra một cái bảng tính. Thế thì cái bảng này ấy, đó là cái bảng mà bác sĩ Ngọc lấy ở một cái tổ chức của châu Âu, tức là không phải bác sĩ Ngọc tự nghĩ ra, nhưng bác sĩ Ngọc đưa vào trong này để giúp cho mọi người chúng ta dễ chúng ta tìm hơn thôi. Thế thì cái bảng này ấy, thì nó sẽ có, đúng ra nó là tiếng Anh cơ, nhưng mà ở đây thì mình có tạo ra tiếng Việt để cho chúng ta dễ nhìn. Thì mọi người có thể là chúng ta nhìn bằng tiếng Anh hay tiếng Việt được. Nếu như đầu tiên thì nó ra tiếng Anh thì nó sẽ hiện lên như này. Mọi người có thể chúng ta sẽ dịch nguyên trang ở đây thì nó sẽ ra cái bảng tiếng Việt của chúng ta. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta dịch ấy, thì nó sẽ hơi khó một chút, nó dịch nhiều khi nó dịch không đúng lắm. Thì chúng ta có thể chúng ta sẽ chuyển về tiếng Anh để chúng ta sẽ làm. Thế thì trong cái bảng này ấy, thì mục đích của cái bảng này là gì? Đó là tại thời điểm hiện tại là chúng ta có mỡ máu cao, nhưng cái vấn đề của chúng ta muốn biết được là chúng ta có nguy cơ, chúng ta có nguy hiểm hay không ấy, là người ta sẽ tính là với cái tình trạng này ấy, thì sau này liệu mình có bị xơ vữa động mạch hay không. Từ một người mà có xơ vữa trước rồi ấy, thì chắc chắn là nguy cơ cao rồi,
hay là một người có đái tháo đường trước đấy rồi thì chắc chắn là nguy cơ cao rồi. Nhưng bây giờ mình không có cái bệnh đấy, mình chỉ có mỡ máu thôi. Thế thì với cái tình trạng của hiện tại của mình thì sắp tới liệu mình có nguy cơ bị xơ vữa hay không, thì đấy chính là cái mục đích của cái bảng này. Tức là người ta sẽ tiên lượng được trong vòng 10 năm tới mình có bị xơ vữa mạch hay không. Và nếu như mà người ta tiên lượng dựa vào cái bảng này mà mình thấy là trong vòng 10 năm tới mà nó có nguy cơ cao về xơ vữa mạch là ngay lập tức mình phải điều trị ngay lập tức, thì nó sẽ giảm cái nguy cơ. Nếu như mà mình không điều trị thì trong vòng 10 năm tới thì cái tỷ lệ xơ vữa của mình nó rất là cao. Còn nếu như mà mình tính ra mà trong vòng 10 năm tới cái nguy cơ xơ vữa của mình nó thấp, nó không cao, thì có thể chúng ta không cần phải điều trị. Kể cả mỡ máu cao hay thấp này, chúng ta sẽ nhập vào trong cái bảng này. Ok, thế thì trong cái bảng này ấy, nó sẽ có đầu tiên bác sĩ Ngọc sẽ nói về tiếng Anh trước, sau đó thì chúng ta có thể chúng ta chuyển sang tiếng Việt cũng được. Thế thì đầu tiên nó là cái ô đầu tiên này này, đó là cái ô về ngày và tháng, birthday. Hoặc chúng ta có thể chúng ta chuyển sang tiếng Việt, nó dễ nhìn hơn cho mọi người. Ví dụ như ngày sinh, giới tính, cái này rất là dễ đúng không nhỉ? Huyết áp tâm thu chúng ta sẽ nhập vào đây, tổng lượng chất béo. Đây chính là cholesterol toàn phần. Thì ở đây chúng ta có thể chúng ta chuyển sang total cholesterol, tức là đây là cholesterol toàn phần của chúng ta. HDL cholesterol, mọi người đã nghe cái này rồi đúng không nào? LDL cholesterol. Còn cái current smoker đây là cái đã có hút thuốc hay không, thì chúng ta có thể chúng ta chuyển sang tiếng Việt để chúng ta sẽ biết. Tức là đây chúng ta sẽ có nhập về ngày tháng năm sinh này, ngày sinh này, chúng ta nhập giới, cái này dễ này, chúng ta nhập huyết áp của chúng ta, thì ở đây chúng ta nhập huyết áp tâm thu thôi. Ví dụ như 120/90 thì chúng ta nhập cái số 120. Tổng lượng chất béo, tức là cái cholesterol toàn phần, mọi người nhìn vào trong cái bản xét nghiệm của chúng ta ấy, thì chính là cái cholesterol toàn phần. Cái chất béo ở đây chính là cái HDL cholesterol của chúng ta ở trong cái tờ xét nghiệm. LDL cholesterol thì nó là LDL cholesterol luôn, có hút thuốc hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử nhập vào như thế này. Ví dụ như là một người mà chúng ta sinh vào ngày tháng 1 chẳng hạn. Tháng 1 năm là ở đây chúng ta sẽ nhập vào năm 60 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ chọn ở đây chúng ta sẽ nhập vào 1960. Giới tính là nam giới. Huyết áp tâm thu của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ nhập vào cái huyết áp tâm thu quân bình của mọi người. Ví dụ như hàng ngày cái mức quân bình của chúng ta là như thế nào, chứ không phải là tự dưng có một cái lần nào đấy nó tăng vọt lên. Thì đấy là nó nhiều khi mà chúng ta hàng ngày chúng ta đo huyết áp tại nhà nó chỉ có 125, 128 thôi. Nhưng mà tự dưng chúng ta đi đến bệnh viện mà đo cái thì đấy là gọi là huyết áp áo choàng trắng, nó lên đến tầm 140. Thì cái đấy thì nó là chỉ cái thời điểm đấy thôi. Chứ không phải là huyết áp đúng của chúng ta, mà cái này là huyết áp quân bình của chúng ta hàng ngày nó là bao nhiêu. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ nhập vào là 128 chẳng hạn. Ví dụ như mình lấy 128, huyết áp 128 trên 80 chẳng hạn, thì mình sẽ nhập cái số 128. Tổng lượng chất béo ở đây chính là cái cholesterol toàn phần ở trong cái tờ xét nghiệm của chúng ta. Thế thì đây chúng ta sẽ có là bao nhiêu millimol. Ví dụ như vậy bác sĩ Ngọc sẽ nhập là 5.0 đi, 5.0 millimol trên lít. Cái này thì mọi người sẽ dựa vào trong cái bảng của mọi người nhé, có bao nhiêu thì chúng ta nhập bấy nhiêu. Chúng ta có chất béo ở đây chính là cái HDL của chúng ta. Thì mọi người có thể là chúng ta sẽ nhập cái HDL là 1.5. Sau đó thì chúng ta có cái LDL, chúng ta sẽ nhập vào cái LDL ở đây là bao nhiêu. Ví dụ như là chúng ta sẽ có LDL là chúng ta 4.0 đi chẳng hạn. Và cái người này là người không hút thuốc, chúng ta nhập không ở đây. Thì nó sẽ ra cho chúng ta, đây nó có tính toán rủi ro, chúng ta kích vào đây thì nó sẽ ra như thế này. Thế thì sau khi mà cái bảng này ấy, thì nó rất là dễ để cho mọi người chúng ta có thể chúng ta tự chúng ta xem được của chúng ta. Và trong cái bảng này chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là gì? Đó là nó sẽ có cái rủi ro này. Đây nó sẽ ghi lại cái thông tin của mọi người xem là chúng ta đã nhập chính xác hay chưa. 68 tuổi này, huyết áp tâm thu là 128 giống như lúc nãy chúng ta nhập này. Cholesterol HDL là 1.5 này. Cholesterol toàn phần là 5 chấm này. LDL là 4 millimol này. Không hút thuốc này. Thì nó sẽ ra một cái chúng ta bảng ở đây. Đó là 7.5%. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy như này, đó là trong cái bảng này thì nó sẽ cho chúng ta biết được là đối với một cái người như thế này, ở cái độ tuổi như thế này, thì cái mức này nó phải là dưới 5% thì mới là nguy cơ thấp. Còn nếu như mà 7.5%, mọi người đây chúng ta không cần quan tâm là bao nhiêu phần trăm là nguy cơ thấp, bao nhiêu phần trăm là nguy cơ cao, hay là bao nhiêu phần trăm là nguy cơ trung bình. Nó rất là dễ cho mọi người hình dung ở đây là gì? Nếu như mà cái này mà là màu xanh như thế này thì nó là nguy cơ thấp. Nếu như mà là màu cam như này là bắt đầu là nguy cơ trung bình cho đến cao. Và nếu như mà đây là màu đỏ thì chắc chắn nguy cơ của mọi người là nguy cơ rất là cao. 7.5% ở đây có nghĩa là sao? Tức là trong vòng 10 năm tới thì nếu như mà có 100 người giống như bạn thì sẽ có 7.5 người là có nguy cơ bị tai biến mạch máu não hoặc xơ vữa động mạch. Và người ta đưa ra cái mức này ấy, là cái mức mà nguy cơ ở đây là nguy cơ dạng trung bình và cao, 7.5%. Thì chúng ta không cần, chúng ta sẽ xem là ở đây là gì? Đó là cái màu cam như thế này là chúng ta ở cái nguy cơ trung bình rồi.
Thì ở đây nó sẽ tùy từng cái độ tuổi nha, mọi người không cần nhìn vào là chúng ta là bao nhiêu phần trăm đâu. Ví dụ như một người mà trên 80 tuổi chẳng hạn thì 7,5% có thể nó sẽ là trung bình, bởi vì đối với đối tượng như thế thì người ta sẽ khuyến cáo rồi. Nên là chúng ta sẽ xem là cái màu của nó là bao nhiêu, màu xanh hay là màu cam hay là màu đỏ. Màu đỏ là rất nguy cơ cực cao luôn, là bắt buộc phải uống thuốc. Màu cam này thì chúng ta có thể uống thuốc với một cái mức liều mà cái liều trung bình, và người ta sẽ theo dõi để xem còn nó đáp ứng như nào. Còn nếu như màu xanh thì ok, chúng ta có thể là chúng ta thay đổi lối sống, hoặc là bác sĩ có thể là kê cho chúng ta một cái liều thấp và sau một thời gian theo dõi thì có thể chúng ta sẽ dừng lại, hoặc là chúng ta chỉ cần thay đổi lối sống hoặc là bổ sung omega 3 là nó đã có cái kết quả chúng ta rồi. Nên chúng ta sẽ nhìn vào trong cái bảng màu này. Ví dụ như cũng cái bệnh nhân này nhé, mà bây giờ bác sĩ Ngọc sẽ thay đổi một chút nữa để chúng ta sẽ quay lại để chúng ta sẽ xem như nào. Tức là cũng là với một cái bệnh nhân này, và chúng ta sẽ xem là cái bệnh nhân lúc nãy là tháng 1 năm 1960 đúng không nhỉ? Chúng ta vẫn là cái bệnh nhân đấy, bệnh nhân đấy 1960, và với là nam giới, huyết áp là 128 đúng không nhỉ? Đúng đấy. Thế thì lúc nãy của chúng ta là cái tổng lượng chất béo của nó là 5.0. Thế thì nếu như với cái ngưỡng 5.0 thì nó sẽ ra cái nguy cơ như thế. Nhưng mà với một cái ngưỡng bây giờ là 4.0 chẳng hạn, tức là với cái bệnh nhân đấy mà sau một thời gian mà chúng ta điều trị mà nó ổn định, nó giảm được cái cholesterol xuống 4.0 chẳng hạn, cái chất béo, cái HDL của nó là vẫn là 1.5 giống như lúc nãy, và cái LDL lúc nãy của chúng ta là 4.0 đúng không nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó về là 1.5 chẳng hạn. Và bệnh nhân này là không hút thuốc lá, và chúng ta sẽ xem, tức là vẫn cái bệnh nhân đấy mà sau khi mà chúng ta điều trị một thời gian 3 tháng sau và chúng ta xét nghiệm lại chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái này nó xuống 6.5%. Mặc dù cái chỉ số đấy nó xuống rồi nhưng chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta phải điều trị. Mặc dù là cái nguy cơ nó xuống là từ 7.5 cho xuống 6.5% thì chúng ta vẫn phải điều trị. Thế thì ở đây ấy, trong cái bảng này ấy, nó sẽ có một số những cái như này. Có một câu hỏi đó là ví dụ như mặc dù là cái ngưỡng của cô nó giảm xuống như thế rồi ấy, thì bây giờ cô có phải điều trị hay không? Thì thứ nhất là cái này là bắt buộc mọi người sẽ phải theo cái phác đồ của bác sĩ. Cái bảng của bác sĩ Ngọc ở đây chỉ với mục đích là cho chúng ta hiểu thêm về cái bệnh của mình, chứ không có mục đích là giúp cho người tự để mà chẩn đoán, để mà điều trị. Mọi người sẽ phải nhớ cái này, mọi người sẽ phải comment là đồng ý ở đây cái đã, để bác sĩ Ngọc sẽ chắc chắn là chúng ta không tự ý điều trị, bởi vì nó sẽ còn nhiều yếu tố nữa. Cái này chỉ mục đích là giúp cho mọi người hiểu thôi. Mọi người giúp cho bác sĩ Ngọc là comment xuống cái nữa, và bác sĩ Ngọc sẽ không có trách nhiệm gì với việc mà mọi người tự điều trị cả mọi người nhé. Nó chỉ mục đích là giúp cho chúng ta hiểu thêm về bệnh của mình, chứ không có mục đích là để cho người tự mọi người điều trị. Mọi người comment xuống đi. Rồi, thế thì ở đây nó sẽ có một cái như này, đó là cũng là một cái người như thế, nhưng mà khi mà cái độ tuổi mà nó lên hay là độ tuổi nó xuống, nên là cái tuổi ấy nó chiếm cái nguy cơ rất là cao. Ví dụ như là cũng là cái bệnh nhân đấy chẳng hạn, vẫn là cái bệnh nhân nam giới đấy, huyết áp là 128 giống như cái bệnh nhân lúc đầu của chúng ta mà 7,5% nguy cơ đúng không nhỉ? Cái tổng lượng chất béo là 5.0, cái HDL nó là 1.5 và cái LDL nó là 4.0 đúng không nhỉ? Và người này là không hút thuốc lá, nhưng mà một người trẻ tuổi chẳng hạn, vẫn là cái người đấy, nhưng mà cái người này lại là sinh năm 70 chẳng hạn, lúc nãy là chúng ta 60 đúng không nhỉ? Hoặc là chúng ta cái người này là sinh năm 72 chẳng hạn, thì chúng ta tính toán cái nguy cơ, tức là vẫn là cái kết quả đấy, nhưng mà cái tuổi ít hơn, thì chúng ta thấy nó chỉ còn có 3%. Mọi người có hình dung cái này không nhỉ? Tức là nếu như mà cái độ tuổi nó còn quyết định đến cái việc mà cái nguy cơ nó có cao hay không, vẫn là cái kết quả xét nghiệm đấy. Nhưng mà nếu như cái người đấy mà 60 tuổi thì là nguy cơ ở cái mức trung bình và cao và phải uống thuốc. Nhưng nếu như cái người đấy nó chỉ có 51 tuổi thôi thì cái nguy cơ nó là 3%. Và với cái mức 3% này thì có thể bác sĩ sẽ cho chúng ta một cái liều nó rất là thấp, và để theo dõi nếu như mà giảm thì thôi. Còn nếu như mà nó khi mà chúng ta, một là người ta có thể thay đổi lối sống và nó giảm là ok, không cần uống thuốc, hoặc người ta chỉ dùng cái liều thấp thôi. Nhưng mà mới với đúng cái chỉ số xét nghiệm như thế mà là một người mà 60 tuổi thì cái nguy cơ nó lại lên đến 7.5%, và bắt buộc chúng ta phải điều trị với một cái liều là liều cái mức trung bình đó. Nhưng bây giờ cũng là cái người đấy nhá, mà bác sĩ Ngọc sẽ thay đổi cái tuổi mà nó tăng lên nữa đi, chúng ta sẽ thấy. Ví dụ như là vẫn là cái người đấy, chúng ta vẫn nhớ là cái người mà nam giới đấy có huyết áp là 128 đấy, với là cái tổng lượng cholesterol là 5.0, HDL là 1.5 và LDL là 4.0 đúng nhỉ? Vẫn cái người đấy nhá, và không hút thuốc. Nhưng cái người này mà nhiều tuổi hơn chẳng hạn, ở
Ở đây chúng ta sẽ có là cái người này là sinh năm 40 chẳng hạn. Bắt đầu chúng ta tính thì nó lên đến 29%. Mọi người thấy không ạ? Nên là cái yếu tố tuổi ấy, rất là nhiều người bảo là tại sao cái kết quả trách nhiệm của cô giống như của người kia, mà người kia thì không uống thuốc mà cô lại uống thuốc, bởi vì cô tuổi cao hơn. Và khi mà cái tuổi của mình cao ấy, thì cái nguy cơ của nó cao hơn rất là nhiều so với một người mà trẻ hơn. Thế thì ở đây chính là một trong những cái để mà giúp cho chúng ta có thể chúng ta hiểu được, ít nhất là chúng ta sẽ giải đáp được cái thắc mắc trong đầu của mình là gì, tại sao mỡ máu của mình cao mà mình không uống thuốc, mà có những người mỡ máu thấp mà lại phải uống thuốc, bởi vì nó xem về yếu tố nguy cơ. Cái yếu tố nguy cơ đầu tiên là những người mà có những cái tổn thương sơ vữa trước đấy rồi là mặc định phải uống thuốc rồi, hay là những người mà có về đái tháo đường là gần như là cái nguy cơ nó đã là cao rồi. Còn nếu như mà chúng ta không có cái nguy cơ đấy thì chúng ta sẽ nhập vào trong này để chúng ta xem là nguy cơ của mình nó ở cái chỗ nào, thì lúc đấy chúng ta sẽ hiểu hơn được. Và khi mà chúng ta hiểu hơn được thì chúng ta sẽ giải tỏa được cái vấn đề liên quan đến trong đầu của chúng ta, thì lúc đấy chúng ta mới tuân thủ được cái điều trị. Thế thì bác sĩ Ngọc sẽ hy vọng là chúng ta sẽ hiểu được cái chỉ số mỡ máu của mình, cũng như là chúng ta sẽ biết được là với cái kết quả xét nghiệm của mình như này thì mình có nguy hiểm không, mình có nguy cơ cao hay không, mình có nguy cơ thấp hay không, và mình cần phải làm những cái điều gì. Thì đấy là một số những cái mà giúp cho mọi người hiểu được hơn. Nếu như mọi người mà thấy hay thì cho bác sĩ Ngọc một cái lượt like nha. Và nhớ comment là đồng ý không tự ý điều trị bằng cái video bác sĩ Ngọc hướng dẫn này, mà chúng ta chủ yếu là để hiểu về nó thôi. Cái hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.